Mấy em nằm ở đây mà làm anh lên đồ anh đi kiếm gần chết luôn. Đồ quỷ sứ báo người ta không à. Hello cả nhà, ngày mới mến chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Quang cũng tiếp tục đi bắt ong ruồi cả nhà ơi. Thì sáng giờ Quang đi ở dưới để xe dưới múc ở dưới bằng dưới đó, Quang đi bộ lên đây thì đi dọc dọc lên đây hơn tiếng hồ cả nhà, chưa gặp tổ nào hết. Lên đây mệt quá, ngồi nghỉ mệt rồi chào khán giả buổi sáng luôn. Thì nghỉ mệt xíu rồi Quang đi lên cái đồi ở sau lưng mình đây nè cả nhà. Thì nhân tiện ở đầu video thì Quang cũng chào cả nhà ngày mới xong thì Quang cũng xin phép bà con mình ai có mà nhu cầu sử dụng mật ong ruồi ấy cả nhà. Thì cả nhà mình thương tình thì ủng hộ giúp Quang nha. Thất nghiệp đi bắt ong. Đi bắt ong về mà để cứ bán lai rai được ít rồi cả nhà ơi, còn mớ chưa bắt á. Thì cả nhà mình ai có nhu cầu mua thì cứ liên hệ số Zalo của Quang ở trên video cả nhà. Thì muốn mua nguyên ổ mực thì Quang gửi nguyên ổ. Thì còn ai mà muốn tin tưởng mà muốn vắt ra thì Quang vắt ra Quang gửi nha. Thì cả nhà mình có nhu cầu sử dụng mật ong rồi thì nhớ ủng hộ giúp Quang nha. Ủng hộ Quang kiếm tiền nuôi con ở nhà ơi, gà trống nuôi con khổ lắm. Vậy nha, rồi Quang giờ tiếp tục đi lên đồi cả nhà ơi, có ong bắt Quang quay cả nhà mình xem ha. Sáng giờ Quang đi 4-5 điểm cả nhà mà không có ong cả nhà ơi, ong thưa lắm, gặp thêm 4-5 đồng nghiệp. Giờ Quang lại đây cái lùm này thì Quang thấy được ổ nhỏ nhỏ đây nè. Rồi bây giờ Quang dọn, Quang cắt thổi coi có mực rồi Quang cắt cho cả nhà mình cùng xem nha. Thua rồi cả nhà ơi, 11 giờ rưỡi, 12 giờ thiếu rồi, 12 giờ thiếu 23 phút rồi. Quang cắt cái tổ ong trên cái lùm cây xuống này cả nhà. Quá tuyệt vời cục mực luôn. Nhưng mà tiếc cái là ong nó quá thưa đi, không có ong. Quá cục mực nó đã, nó không có tròn nhưng mà nó bè cả nhà. Rồi, cũng mừng cả nhà ơi, ổ đầu tiên. Giờ Quang dắt vô đi tiếp cả nhà nha. Chừng nào có ong mà Quang quay cả nhà mình cùng xem ha. Quá ok. Quang cắt cái tổ ong lúc 12 giờ thiếu mà giờ này Quang đi thêm 2 điểm nữa cả nhà. Tới giờ này là 2 giờ 17 phút. Quang mới gặp được một tổ ở trên cây điều già này. Đâu ta? Điện thoại sao nó mờ dữ ta? Không thấy ta, nó xa quá cả nhà, với lại nó rậm á nên nhìn hình như không thấy luôn á. Bây giờ Quang lên Quang cắt, có mực rồi Quang cắt xuống cả nhà mình xem ha. Quang mới đề ba dưới chân đồi lên thì gặp 4-5 người ta lụm điều với làm rẫy, người ta nói là ngày nào cũng có người đi, hai ba người một tốp, 3-4 người ngày nào cũng có 1-2 tốp đi á. Quang nghe là Quang não lòng luôn, nhưng mà lỡ rồi Quang nói thôi đi đại thế, mà cuối cùng lên đây lên được cái cây điều già để Quang thấy được tổ rồi nè. Cố gắng đi kiếm cả nhà ơi, nói cho người ta đi đôi khi cũng sót chứ sao không sót được. Quang lên gần tới tổ ong rồi cả nhà. Quang ngồi do nằm bị trên hướng gió, ong nó nghe mùi rồi nó chuẩn bị động rồi cả nhà. Rồi Quang quay sơ cả nhà xem rồi Quang cắt xuống rồi quay cục mực cả nhà mình xem lại nha. Quang không có đem đồ quay lên tại trên cái điều cao á, gió quá. Quang à, cắt cái tổ ong trên cái điều xuống rồi cả nhà. Người ta đi hơn người ta gặp cái tổ khủng, còn mình đi mình gặp cây keo khủng cả nhà. Tổ ong thì mực quá đẹp luôn, đang chăm tổ ong tơ.
đang vô mực quá đẹp luôn, mà cái kèo to quá, quá mệt. Rồi bây giờ Quang tạm dừng video, gọt cái kèo rồi gói cục mực lại cả nhà ấy. Rồi, có ông Quang quay cả nhà xem nha. Quang mới cắt cái tổ ong bên cái điều đây nè, thì Quang mới bước qua đây có cỡ 10 mét chưa được nữa, thì Quang nhìn lên cái lùm đây con ổn nữa cả nhà. Đó, ngay giữa màn hình cả nhà. Ổ này cũng thấy cái cục mực cũng được đó cả nhà. Cái này nó cũng rậm rạp lắm nên Quang lên Quang cắt xuống cả nhà mình xem cục mực đó ha. Tại vì giờ nó cũng chiều rồi mà ong này chưa có nên Quang cũng tranh thủ thời gian cả nhà. Với lại Quang mà mỗi lần Quang quay mà Quang trèo cây á, nó lắc cả nhà mình khó xem á. Cũng hơn ở nhà ơi, nghe người ta đi quá trời mà sót ong là mừng quá. Tưởng hên ai về nó cũng không hên mấy cả nhà ơi. Cái ổ hồi nãy thì cái kèo quá to, ổ này thì non quá, non ốm nè cả nhà, chưa có nhộng luôn nè. Thôi Quang dắt vô đi tiếp cả nhà ơi, uống ghê. Ở trên múc ở trên cái ngọn cây ngái có ổ nhỏ cả nhà, ổ nhỏ xíu đóng cao ghê đó cả nhà, ngay giữa màn hình đó, chỗ cái cây mà giống cái hình tam giác đó. Đó gió đưa thấy đó, đó. À, giờ Quang lên Quang cắt xuống cả nhà xem mực nha. Quang cắt cái tổ ong trên cây ngái xuống rồi cả nhà, nhỏ nhưng mà mực khá đẹp cả nhà. Cái gỗ này nãy quân thì đông nhưng mà mực dở, đứng dưới thấy một nùi luôn, tưởng đâu cục mực to nha quân, không, cục này nhỏ nhưng mà đẹp hơn cục đó, có ít phấn. Rồi giờ Quang dắt hai ổ này vô thành một bọc cả nhà ơi, rồi đi tiếp. Quá đuối rồi cả nhà ơi. Đi lại đây thì Quang thấy ở trên cây sà cừ to nè cả nhà, con tổ này. Tổ này nhìn cũng được lắm cả nhà ơi, cục mực thấy cũng khá khá đấy. Nhưng mà có điều là hơi khó bắt cả nhà, tại cái nhánh này nó đưa ra này. Đó, cái nhánh này. Đó. À cả nhà nhìn theo Quang quay ha. Đó, cái nhánh tổ ong đây ha, đi vô đây nè. Đó, đi quằn qua đây. Ở đây đó, đó, đó. Đó, cái cây nó bên đây nè. Đó, mà cái nhánh thì nó đưa ra ngoài á. Quang nghiên cứu tìm cách ra bắt cả nhà ơi. Cũng khá nguy hiểm đây, nhánh hơi nhỏ. Nhánh hơi nhỏ. Nó lỡ cỡ ghê, cây điều thì nằm dưới này thấp quá gió không tới mà trên đó thì nhỏ quá. Rồi, thấy rồi Quang lên cắt Quang quay cục mực cả nhà mình xem nha. Quang đã trèo lên trên cây sà cừ rồi cả nhà. Tổ ong phía ngoài kìa cả nhà. Rất là may là cái tổ ong này nó đóng cái nhánh này cả nhà nè. Nè, cái nhánh Quang đang gắt cái cây để ấy khói nè. Đó, nó đóng cái nhánh này nó quằn ra, Quang cứ tưởng là nó đóng cái nhánh đứng dưới nhìn không rõ đó. Quang tưởng nó đóng cái nhánh của cái nhánh bự này ngoài kia là không biết sao cắt, nhưng mà hên quá. Đóng nhánh này là có khả năng mình dối ra, mình bấm ngay chỗ đây rồi mình kéo vô được cả nhà. Bây giờ Quang tiến hành xông khói cả nhà ơi, nó nằm xa ngoài đó đó. Mà mình bước xuống cái nhánh này là động là nó bay vô liền. Cho nên phải xông khói trước khi bắt. Cái tổ này thấy nó cũng hơi to cả nhà. Chứ còn nếu nhỏ rồi Quang bỏ rồi. Tại cái sà cừ Quang trèo không được. Chút nữa xuống dưới rồi Quang quay cái kiểu Quang trèo cho cả nhà mình cùng xem. Bây giờ tiến hành xông khói đó cả nhà ơi. Nó hơi lâu á. Bắt tổ này nó hơi lâu cả nhà thông cảm nha, tại vì cái thế rất là khó. Khó với lại trên cao nữa nguy hiểm. Quang lên thì Quang chuẩn bị hết rồi để khỏi mất thời gian của cả nhà. Quang chuẩn bị Quang cắt cái cây sẵn rồi. Ấy sẽ mướp sẵn rồi giờ xong thôi.
xông khói kỹ kỹ rồi nhà ơi, chứ không mà xa quá đó mình động nó vô. Ôi ôi cục mực to lắm cả nhà ơi, nó lòi ra rồi, quan thấy rồi, trời ơi đã, đúng là không uổng cái công của quan đi kiếm cây đồ bắt để trèo lên đây cả nhà ơi. Rồi cục mực này chắc là trơn xị rồi, để chút nữa cắt xong quay cả nhà nhìn lại rõ. Cái tàn thì nhỏ xíu còn cục mực đã ghê. Rồi bây giờ quan gác cái cây khói đây, quan dối ra quan cắt cả nhà, nó cũng khá là nguy hiểm nhưng mà cũng cầu ông bà phù hộ cho bình an sức khỏe tai qua nạn khỏi. Rồi cái nhánh nó đưa ra nó chui xuống đó cả nhà, cũng hơi nguy hiểm đây. Nhánh dưới này cũng nhỏ mà hơn nó đóng cái nhánh này cả nhà, chứ nó đóng ngoài kia là thôi xong luôn. Đóng nhánh ngoài kia chỉ có nước là cưa cái cây này thôi, cưa cái nhánh này thôi. Cả nhà xem thông cảm nha, nó hơi chậm xíu tại nó nguy hiểm, cẩn thận chứ không thể là manh động được, rớt cái cục khói rồi. Cắt được rồi không biết lấy vô được không đây nè. Ôi da, chết chưa, nó nặng quá cả nhà ơi, nó nặng quá không cẩu, cái tay mình cẩu lên không nổi nè. Để quan ấy cái cây này quan đỡ phụ quá cả nhà, cắt cái cây xông khói nãy đỡ phụ. Gãy đi, đứt dùm cho cái. Móc cái kéo sao cho cẩn thận chứ để nó rớt cái là ăn mày luôn. Rớt cái không có làm thôi chứ còn nguy hiểm quá cả nhà, cái cây nó yếu quá. Đồng ý biết là sờ cừ thì nó dẻo nhưng mà nó yếu mình cũng sợ cả nhà. Cẩu lên biết nổi không? Ui, không nổi rồi. Cẩu lên nổi tại cục mực nó nặng quá kìa. Ngoài kia nó nửa ký là nó bằng, ở trong đây mình cẩu bằng cả 20-30 ký cả nhà, tại nó nằm múc ngoài ngọn á, nó nặng, nó giống cái trái cưng rồi đó. Xèo nó lên cả nhà ơi, xèo nó lên được rồi. Xèo lên con, lòng quá. Ôi quá lòng qua được nhánh rồi, mừng quá rồi. Còn nhanh nữa. Được rồi. Có hy vọng rồi. Có hy vọng cả nhà ơi. Được rồi. Ôi hên quá. Ui trời ơi. Một con heo vẫn nằm trên cây sà cừ cả nhà ơi. Con heo nằm trên cây sà cừ. Wow, quá đã luôn trời ơi. Cái tàn thì không có to mấy mà cục mực quá sướng rồi. Xì rưỡi cả nhà ơi, cục mực này xì rưỡi cứng luôn á. Ôi mừng quá, cuối ngày rồi, tối rồi. Rồi bây giờ qua nha, cắt cái tàn gác lại cho nó. Rồi xuống cả nhà ơi, chứ ngồi đây nói hồi gió tới nguy hiểm lắm. Xuống dưới thì quan quay kỹ cục mực cả nhà xem lại một lần nữa. Trời ơi cảm ơn ông bà, thì con mừng quá gặp đâu ông này, nó cực nhưng mà cục mực nó xứng đáng quá đây. Rồi mấy em tập trung nó đi nha. Chảy mực cả nhà ơi, quan cắt bị lẻm mà chảy mực rồi.
Quang tạm dừng cái video đó nha, xuống dưới rồi Quang quay lại cục mực cả nhà mình xem, chảy mực quá trời luôn. Đây nè cả nhà, Quang nói sơ cái vụ này cái rồi rồi Quang qua quay cục mực cả nhà mình xem nha. Cái cây sà cừ này cả nhà, nó to quá, Quang trèo không có được, ôm không hết. Cho nên Quang đi kiếm cái cây sầu đâu á cả nhà, gọi là cây xoan á, khô á. Quang gác đây mà cũng may cả nhà. Hơn ở đây nó có cái nhánh nhỏ này để tựa vô nè. Chứ không là không biết làm sao mà Quang trèo lên cái để bắt cái tổ ong này luôn. Trời ơi cảm ơn cái cây với lại cái nhánh ở trên kia. Bây giờ Quang qua và Quang quay cục mực cho cả nhà mình cùng xem lại nha. Mừng quá cả nhà ơi, xuống được đây là mừng lắm nè. Nhà xem nè, cởi ủng mà sắn quần sắn đồ để trèo nha. Mệt thiệt là mệt và nguy hiểm rung ghê lắm, nhưng mà quá sướng cả nhà ơi, tổ ong quá xứng đáng cái công của Quang trèo nguy hiểm. Quang tuột xuống cả nhà, cầm bị tán vô nhánh sà cừ này, lõm hết miếng rồi cả nhà mình xem nè. Trời ơi, siêu phẩm của ngày hôm nay anh em ơi, một con heo xì rưỡi nằm ở trên cây sà cừ. Wow, quá sung sướng. Mấy em nằm ở đây mà làm anh lên đồ anh đi kiếm gừng chết luôn. Đồ quỷ sứ, báo người ta không à. Cả nhà ơi, bây giờ Quang sẽ quay lại tổng kết ngày hôm nay của Quang rồi. Quang về cả nhà, cũng xa nên là cũng tranh thủ tại 5 giờ thiếu rồi. Đây cả nhà, thì hồi sáng Quang đi cái bên kia đường cao tốc thì Quang cắt được ổ này. Đây, ổ đầu tiên, mực quá tuyệt vời luôn. Ổ này thì mực đẹp nhưng mà cái kèo hơi to cả nhà, ổ này nè. Cả nhà mình nhìn cái ổ ong này có hình dung, có tưởng tượng được cái gì không? Quang nhìn nó giống như con mực á. Đây cái mình con mực, ở đây cái đầu mắt rồi đàng hoàng, thấy không? À, có mắt đàng hoàng nè, y như cái đầu, y hình con mực luôn. À, được hai ổ cả nhà, rồi cái cục nhỏ này cũng hai ổ nè, là 4 ổ với lại một con heo này nữa là 5 ổ. Trời ơi, cả 4 ổ ong trong này mực chắc mới bằng một ổ này thôi cả nhà ơi, quá sung sướng. Thôi bây giờ Quang cũng chiều rồi cả nhà, Quang xin kết thúc video ở đây. Quang chân thành cảm ơn cả nhà mình luôn đồng hành theo dõi cái kênh của Quang Vlog ha. Cả nhà mình yêu mến Quang thì tiện tay tặng cho Quang một lượt đăng ký cả nhà nha, để mình xem những cái video sau của Quang ra nha. Rồi Quang tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha cả nhà. Bye bye cả nhà ha. Mệt quá nói cà lâm luôn cả nhà ơi.